1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là một cái đôi loa B3 X8i với cấu hình một bát 20 và một loa chung. Loa này là bát 20 anh em, rất nhỏ. Và sau đây cho anh em nghe cái tiếng mít, tiếng alo. Alo 1, 2, 5, 6, 7, lên 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, lên 1, 2. Tiếng micro rất là dày anh em nhé. Dòng này nó là dòng chuyên nghiệp chịu đòn. Tuy rằng loa rất nhỏ nhưng mà nó kêu rất là bạo lực anh em ạ. Cho một cái phòng 20 mét vuông một đôi này là ok rồi. 40 mét vuông thì hai cặp giá rẻ, hai cặp chưa đến 10 triệu. Anh em chơi âm thanh sẽ phủ rộng hơn, đầy hơn. Và chất lượng của chất âm của B3 thì đã được khẳng định trên thị trường rất lâu rồi anh em ạ. Đây, dài tần từ 65 đến 18Hz. RMS 80W. Độ nhạy 94 dB, 8 ohm, 7 kg, thùng gỗ ván ép, ốc rất là chắc chắn lục ra. Con này nó ghi là 80W nhưng mà nó đánh bạo lực lắm anh em, không đơn giản lắm. Cho anh em nghe một đoạn nhạc. Thời gian đâu mà đau với nhức. Panadol Extra.
bịt màn chát chân trời, giữa mênh mông vẫn khóc không được anh ơi. Đừng ví em là biển, ngàn năm sóng số hoài, suốt cuộc đời không gặp bên bờ là tan phai. Vì mặn sống cho đời buồn vui đầy lại. Giá rất là rẻ anh em nhé, chỉ có mấy triệu thôi. Một đôi loa hàng bãi rất là zin đẹp, nên là dù tứ chưa dọn dẹp gì, ví dụ như là những cái vết bẩn này thì gần này nào đây là sẽ sạch thôi. Nói chung là anh em mà sốt đôi này đến tay anh em nó sẽ rất là sạch sẽ. Và dù tứ còn mới về được khoảng gần chục đôi karaoke gia đình, nghe nhạc hoặc là về phòng trà sân vườn, lắp các khu các ngóc ngách cho sân vườn phòng trà rất là ok, đầu tư giá rẻ hàng xịn. Đó, một đô la với một bát 20 và một chung, tiếng tép nghe rất sáng đúng không ạ, tiếng bát đánh rất lực, trong này thì rất là chắc chắn và bền, giá vài triệu một đôi cũng đáng để anh em mua. Nhưng anh em mà kinh tế khiêm tốn thì mua cặp này này khá ok đấy ạ. Và dù tứ bao zin bao xịn anh em, bao đẹp cho anh em. Để em có nhu cầu liên hệ trực tiếp 0974682663. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi kênh cũng như đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau.